Con cũng múc bát cháo cho nhanh khỏe. Mẹ cứ để đó lát con ăn. À mẹ ơi, sắp tới con phải đi công tác xa một thời gian. Lát tụi học sinh nó tới, mẹ đừng nói chuyện đó với tụi học sinh mà tụi nhỏ nó buồn. Con sẽ lựa lời nói với tụi nhỏ sau. Ừ, mẹ biết rồi. Thầy sốt thế này phải 40 độ đích tê. Thằng Thú, mày lấy cho thầy cái khăn lạnh. What? Thầy cảm ơn mấy đứa nha. Khăn đây, khăn đây. Thằng Sơn, cầm cho tao cái đầu khăn. Ấy, lên chán thầy chứ. Thầy ổn chứ ạ? Thầy thấy trong người không sao. Quân ơi, làm sao có thể nhìn thấy trong người được nhỉ? Mà thầy lại bảo thầy thấy trong người thầy không sao. Ừ nhỉ, làm sao nhìn thấy được vào trong người nhỉ? Em chỉ thấy thầy gầy đi thôi, sắp bé tí giống như bạn Tú rồi. Thầy bị bệnh gì ạ? À, thầy có bệnh tật gì đâu. Chắc là 2-3 hôm nữa là nó khỏi hẳn. Mà chắc thầy sắp phải đi xa. Hỏng rồi, hỏng rồi chúng mày ơi. Sao hỏng? Tao kết luận luôn ấy, là thầy bị bệnh nani rồi. Nani? Mày đừng nói linh tinh. Thứ nhất nhá, lúc Phong hỏi bệnh của thầy, thầy trả lời thế nào? Thầy không sao. Chính xác, không sao á, mà lại không đi dạy bọn mình được, lại nằm ở nhà. Thứ hai ấy, là tao hỏi chúng mày nhá, chúng mày nhận thấy ở thầy ấy một điểm gì? Thầy gầy đi. Không sai. Mà quan trọng nhất đấy là điểm thứ ba này này, là thầy bảo là thầy sắp phải đi xa. Mà từ 1, 2, 3 suy ra ấy, đi xa là đi về với tổ tiên. Chính xác. Chính xác. Đúng rồi, chắc là thầy sợ chúng mình buồn nên thầy mới không muốn cho chúng mình biết. Mà thôi, chúng mình vào trong đi. À đi. Thầy ơi, thầy thích ăn cái gì thì thầy cứ ăn cho thoải mái đi, may ra còn kịp. Nhưng mà thầy có thích ăn gì đâu. Thầy ơi, bọn em biết hết cả rồi, thầy đừng giấu bọn em nữa. Các em biết hết rồi sao? Vâng ạ. Thật lòng thầy cũng không muốn giấu, nhưng chắc thời gian tới thầy sẽ không dạy các em nữa. Thầy có muốn dạy cũng chả được, xuống dưới đấy rồi à. Thầy chỉ có dạy bọn cương thi thôi. Thầy chỉ có dạy bọn cương thi thôi. Là sao? À không có gì đâu ạ. Thầy đang bệnh nên buồn. Mày cứ nói thẳng tuồn tuột ra thế. Thầy ốm thế này, tay chân chắc vẫn còn yếu, nên viết lách vẫn chưa tiện thầy nhỉ? Ừ, đúng rồi. Thầy cứ đọc đi, em chép lại cho ạ. Đọc gì Quân? Thì đọc di chúc chứ đọc gì ạ? À? Thì đọc di chúc chứ đọc gì ạ? À? Chắc các em hiểu nhầm rồi. Thầy chỉ cầm cho hàng thôi. Ừ, thầy đừng chủ quan. Gần nhà em có một ông hàng xóm cũng bảo là cầm cho hàng y như thầy như thế này này. Cũng chiều nay cười cười nói nói. Sáng mai chị tươi. Sáng mai chị tươi. Các em hiểu nhầm rồi. Đúng ấy, thầy là chỉ bị cảm xoàng thôi. Thế mà bọn em cứ tưởng chuyện thầy giấu các em ấy, là thầy không dạy các em nữa. Sắp tới thầy phải đi công tác xa. Các em yên tâm, thầy sẽ quay lại dạy sau khi hoàn thành chuyến công tác. Này, có khi chúng ta về cho thầy nghỉ ngơi nhỉ? Đi ra đây. Biết tin thầy ốm, chúng em có chục trứng gà biếu thầy, thầy ăn cho nhanh khỏi bệnh. Các em cứ vẽ, tình cảm thì thầy xin nhận, còn quà thì các em mang về đi. Con em xin ạ. Cái bọn học sinh nó đến là tình cảm. Thế con ăn hết bát cháo chưa? Dạ con chưa đói. Phải cố mà ăn cho nhanh khỏi con ạ. Vâng ạ. À, nhà mình có con gà nó đẻ được chục trứng đấy, con lấy hết vào rồi à? Đúng là nhất quỷ nhì ma. Thứ ba là bọn này. Đúng là nhất quỷ nhì ma. Thứ ba là bọn này.